Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại Kim Thoa đang có mặt ở quận 12 để đến nhà của bạn Trường An, nhân vật của chương trình Tự Tin Để Đẹp hôm nay. Và không biết là An sẽ chia sẻ với chúng ta cái câu chuyện như thế nào. Bây giờ thì mời quý vị cùng vào nhà Trường An với Kim Thoa nha. Chào An. Chào chị. Bạn Phạm Giang Trường An, 25 tuổi, độc thân và hiện đang làm giáo viên cho một trường mầm non ở Gò Vấp. Điều gì đã đưa cô gái có vẻ ngoài khá mạnh mẽ này đến với Tự Tin Để Đẹp? Thì hiện tại em đang nghỉ hè nên em cũng gọi là sao ta? Cũng cố gắng tự tin để tham gia chương trình chứ. Tức là phải cố gắng, phải cố gắng bỏ qua cái tự ti của mình. Tại vì mình cũng muốn mình thay đổi, bỏ qua cái tự ti của mình để đăng ký tham gia vào chương trình. Vậy thì bình thường thì em tự ti lắm hả? Tự ti về cái gì? Trước tiên là da không có được trắng. Tại vì bây giờ xu hướng là em thấy là người ta trắng không? Còn không, em trắng hơn chị mà. Em trắng hơn chị mà. Được rồi. Tại em thấy người ta nếu mà có ngâm đi chăng nữa thì ta cũng ngâm đồng đều từ trên xuống dưới. Còn mình thì chỗ trắng chỗ đen giống bò sữa vậy đó. Rồi em mặc đồ thì chị thấy rồi, cũng vậy, áo đồng, quần, rồi dài ba ta thôi. Nguyên hàng dài của em toàn dài ba ta thôi. Có đầm trong tủ của mình không? Có đợt trước thì em cũng có một cái đầm đi đám cưới. Mà em mặc xong em có một cái cảm tưởng là nó mát làm sao á, rất là khó chịu tại mặc quần không hả? Lúc đầu á, khi mà đi vô nhà hàng em đi rất là thẳng hàng. Nhưng mà đến lúc mà thôi xong tiệc rồi em đi là coi như hai hàng lại bình thường. Tại vì em quen rồi, em mặc quần jean rồi ba ta nên em cứ thế mà thoải mái. Có một chị trong trường năm ngoái thì chị cũng nói à, An mày đi uống thử cái đầu coi cho mày nữ tính chút xíu chứ tao thấy mày men quá rồi. Kiểu này là mày mà không quen được bạn trai chắc tao nghĩ mày quen con gái thôi chứ mày không quen con trai gì đâu. Đó, thế là nói chết rồi, người ta nói mình vậy sao mình lấy chồng được. Rồi suy nghĩ vậy, suy nghĩ lại nếu mà mẹ của bạn trai em người ta cũng có suy nghĩ như vậy thì sao? Vậy thôi mình nên thay đổi đi. Đó, thế là em quất, em đi uống luôn. Cái em ra tiệm em nói chú, bây giờ chú uống cho con nhưng mà chú làm sao chú thấy hợp với con là được. Phạt. Nhưng mà em uống xong vậy em thấy em già quá, nhìn cái mặt với tóc của em nó hơi nó không có khớp với nhau. Nhưng mà từ trước thì bạn trai em không bao giờ nói về những cái vấn đề này hả? Có nói không? Em quen bạn trai cũng 9 năm rồi. Thì em nghĩ là người ta không nói thì người ta thương mình, người ta không nói, nhưng mà một lúc nào đó người ta nhìn bạn mình người ta cũng thấy trời sao cứ vậy hoài. Trong khi bạn gái người ta thì dễ thương, nữ tính. Mỗi lần đi chơi với bạn trai á là mặc cái gì? Này luôn hả? Không thay đổi gì. Không, em không mặc quần sọt luôn hả? Cũng có đợt em thử mặc quần sọt mà em thấy như là trời nắng như là mình đi mặc quần sọt thì lại khó chịu. Hoặc là mát của chị, nói chung là một chữ mát thôi, nó làm em vô cái khuôn vậy luôn. Với một cái tính cách của em nè thì chị nhận xét rất là cá tính, rất là mạnh mẽ và rất là vui vẻ nữa. Nhưng cái công việc của em là em đang dạy trẻ đúng không? Dạ, trẻ lớp lớp lá. Dạ. Em có thấy mình nó với cái công việc đó nó có thích hợp nhau không? Dạ. Cũng có nhiều người hỏi em câu đó lắm. Dạ. Nhìn tướng em nói không bao giờ là dạy mầm non được. Nhưng mà sau khi mà em vô cái môi trường á thì em thấy mình phù hợp với nhỏ mà, tại vì những học sinh của mình nó cũng cần một cô giáo năng động. Giống như em nhảy nhót thì nhỏ cũng nhảy nhót, em vui thì nhỏ cũng vui. Nếu mà em quá dịu dàng thì học trò của mình cũng trở nên một chút gì đó chậm lặng. Thôi, cứ năng động thôi. Thấy cũng khớp, không đến nỗi. Nhưng mà cần nhẹ chút xíu. Đúng rồi. Thôi, vào trong luôn. Chào Tâm, giới thiệu với anh Tâm, đây là Trường An, là một cô giáo dạy các bé mầm non. Theo Tâm thấy thì cái vóc dáng của Trường An á, cái ưu điểm là cao. Nhưng mà cái khuyết điểm là nhìn vóc dáng của Trường An rất là thể thao. Đúng rồi. Chắc là An cũng khó mặc đồ lắm đúng không? Dạ đúng rồi, em đi, nói chung là em đi lựa đồ cũng khó nữa. Cái tính em cũng khó mà em lựa đồ cũng khó luôn, tìm khó lắm chị ơi. Vậy thì bây giờ An có thể lựa cho Tâm một vài bộ mà An thấy là An thích được không? Dạ. Đây. Đúng kiểu của An luôn ha. Cái trang phục này đối với An á nó rất là phù hợp
với An. Với cái tính cách và nó che được cái khuyết điểm là cái cái vai bị đô, bị ngang á, có thể nói là vai đô luôn á, vai của An nhìn rất là thể thao, cho nên là cái trang phục này nó sẽ che được hết cái khuyết điểm của An. Nhưng mà nó rất là thường ngày An hay mặc, không có gì khác hết, đúng không? Nó không có đặc biệt đó. Đúng rồi. Bây giờ An thử lựa cho Tâm một cái gọi là cái váy đi. Nhiều lắm thì thường là như vậy, một tông màu tối. Thì đối với cái bộ đồ này á, nó rất là phù hợp với lại cái dáng cao của An. Nhưng mà nó có một cái khuyết điểm rất là lớn, đó là nó sẽ làm cho vai của An rất là đô. Vòng 2 này thì nó có làm lộ đi cái khuyết điểm của mình ra thêm không Tâm? Đối với cái vòng khác này á, thì đối với những người như An á, thì An không có cái nay bụng, đúng rồi, cho nên là nó sẽ không là vấn đề gì hết. Thì nó chỉ có vấn đề duy nhất là ở cái tay thôi. Chị lựa giúp em được không? Em thấy khó quá. Thì đây là cái trang phục mà phù hợp với An nhất. Nhìn rất là lạ, rất là phong cách nữa. Cái này An có thấy thích không? Cái này á, cái tay này á, tuy là tay ngắn nhưng mà nó không có khoét, có nghĩa là An cầm đây, cái này nó từ trên đây nó sẽ xuống như thế này, chứ nó không có khoét vô như thế này, thì nó sẽ che được đi một phần của cái tay mình. Cái thứ hai nữa là cái điểm nhấn của cái áo này á sẽ là cái phần cắt này, cho nên là người ta cũng sẽ không chú ý nhiều lắm đến cái phần vai của mình. Và cái phần chân váy á, nó rất là dài, nó rất là phù hợp với lại cái chân dài của mình, nó sẽ tôn lên cái chiều cao của mình. Đã cao rồi cao thêm nữa đó. Cái váy này á, An sẽ mặc kết hợp với lại một cái áo ống ở trong màu, cùng màu đúng rồi, thì nó sẽ không hở mà nó sẽ rất cá tính, đúng rồi, nó lại rất là quyến rũ nữa. Tức là nó đã có cái áo ống kín hở hở, kín kín hở hở, nói chung là rất là tò mò như cái đúng rồi. Nếu như mà cái trang phục này thì mình còn có cần phải phối hợp thêm những cái phụ kiện nào khác không Tâm ha? Đúng rồi, nếu mà An mặc đi với tiệc cưới á, thì An sẽ phối hợp những cái phụ kiện nhẹ nhàng. Còn nếu mà An mặc đi cái ví dụ như An đi họp mặt bạn bè, đi tiệc tùng, thì An sẽ phối với những phụ kiện nó chất không? Đúng rồi, cá tính dài góc, đúng rồi, thì nó sẽ tạo cho bộ đồ hai phong cách khác nhau hoàn toàn. Em không biết nói gì hơn mà em rất là cảm ơn chị đã lựa cho em một trang phục rất là ưng ý, mà chỉ một trang phục thôi mà có thể mặc rất là nhiều dịp, nhưng mà là hai phong cách luôn, mình có thể thay đổi với nhau, cực kỳ ưng ý. Rồi bây giờ đã ưng ý rồi thì chị sẽ đưa em vào bên trong để thử trang phục này. Rồi thử xong rồi thì mình còn phải đi làm tóc và make up nữa để cho cái ngoại hình của mình hoàn hảo hơn. Và trong là chuyên gia cho chị. Chào em. Giới thiệu với chị Hằng, đây chính là bạn Trường An, là nhân vật của chương trình Tự Tin Để Đẹp hôm nay. Chương trình đã chọn cho An một cái trang phục rất là đẹp, rất là cá tính. Thì bây giờ thì mong là chị Hằng sẽ làm cho Trường An có một mái tóc cũng thật là cá tính và phù hợp với cái trang phục đó cho Hằng nha. Rồi xin mời. Chào em. Với mấy cái tóc, cái gương mặt của mình á, với lại bộ đồ đã được chọn sáng nay á, thì chị sẽ cắt lên khoảng như đây tóc của mình ha, và nhượng cái màu cho nó sáng hơn và để gương mặt mình nó tươi và trẻ hơn. Cái này gương mặt mình thì nó hơi dài một chút xíu, thì chị sẽ trang điểm cho nó phù hợp hơn và cái gương mặt mình nó đầy đặn hơn và đẹp hơn. Bạn Phạm Giang Trường An, một cô giáo mầm non đang muốn thay đổi hình ảnh có phần nam tính của mình trong suy nghĩ của mọi người xung quanh, đặc biệt là bạn trai. Các chuyên gia của Tự Tin Để Đẹp sẽ thực hiện điều đó như thế nào? Hiện tại bên cạnh Kim Thoa đã chính là bạn Trường Trinh, là em gái của Trường An, nhân vật của chương trình Tự Tin Để Đẹp ngày hôm nay. Chị em có tính cách mạnh mẽ, cá tính như con trai á. Ba mẹ ai cũng nói hơn, như con trai ghét em cũng bị nhiễm, hơi nhiễm. Nhưng mà chắc chắn ngày hôm nay chị của em nữ tính.
hơn thường ngày và hả hết tomboy luôn rồi. Khó hình dung chị ơi, tại vì đó giờ em ít khi thấy chị em mặc váy này nọ, chỉ toàn mặc quần dài, quần jean dài thôi. Và em nghĩ là Trường An chắc chắn là một can khó đúng không? Dạ. Can khó đúng không? Dạ. Bởi vậy em đang cần tìm định hình cái phong cách như thế nào cho nó rõ ràng hơn, như thế nào phù hợp với mình hơn. Em thì em muốn hướng đến một cái phong cách giống như là nó nữ tính, nhưng mà em vẫn muốn giữ lại cái chất của mình để mình nó cá tính một chút. Chứ không phải là nó quá điệu đà thì em làm không được. Xin mời Trường An. Tóc rất là đẹp luôn. Quần áo cái này mà ba mẹ mà gặp được chắc là rất là bất ngờ. Rất là tiếc là ngày hôm nay ba mẹ không có đến được đây đúng không? Dạ. Lúc mà em thấy trên người em còn ngạc nhiên mà bởi vậy cực kỳ ngạc nhiên luôn. Cảm giác của Trường An ngay lúc này như thế nào hả em? Đầu tiên là nó rất là vui, rồi ngạc nhiên, rồi đủ thứ cảm xúc nó trải qua hết luôn. Rất là thích, chỉ có tự thích nó có thể diễn tả được thôi. Một chiếc đầm màu đen không tay không chỉ làm nổi bật chiều cao của Trường An, mà với điểm nhấn là phần xẻ bên hông tạo nên vẻ quyến rũ gợi cảm và rất nữ tính cho cô ấy. Mái tóc được cắt một chút tạo mái và uốn lọn thả hai bên vai, thêm một chút sắc màu nhuộm để làm sáng khuôn mặt. Cùng với đó là kiểu trang điểm phù hợp tạo nên một hình ảnh mới mẻ và xinh đẹp cho Trường An. Quá trình thay đổi đã hoàn tất. Hôm nay thì chị đã thay đổi cái mái tóc của An, thì về nhà mình nên chăm chút hơn và mình quấn lô lên để cho nó có nếp lâu hơn. Thì chị cũng chỉ nhuộm sơ thôi để cho cái gương mặt mình nó sáng sủa hơn. Và cái môi thì nó tươi hơn một chút xíu, thì cười thật nhiều thì nó sẽ đẹp hơn. Và mềm mại hơn chút xíu sẽ nữ tính hơn. Và cộng với lời khuyên đó thì là phiếu quà tặng mỹ phẩm và chăm sóc da mặt của Spa Vĩnh Tân. Phiếu quà tặng này trị giá 1.150.000 đồng. Thì hy vọng nó sẽ giúp cho em càng ngày càng đẹp hơn và nữ tính hơn, và đặc biệt là dịu dàng hơn. Rồi. Khi đã được tham dự chương trình thì em rất là cảm ơn các anh chị trong ekip, rồi cảm ơn đặc biệt là chuyên gia đã giúp cho em thay đổi rất là nhiều, và cảm ơn shop ở đây đã cho em thay đổi mỗi trang phục là rất là nữ tính, mà còn có gì đó chút chất nhưng mà em muốn nữa. Hôm nay em cũng xin cảm ơn chương trình Tự Tin Để Đẹp đã cho em cơ hội được đến với chương trình trong ngày hôm nay. Cảm ơn chị, em xin chào rất là nhiều. Chương trình rất là vui vì ngày hôm nay đã làm cho Trường An trở nên xinh đẹp, dịu dàng hơn so với thường ngày rất là nhiều. Và nếu như quý vị cảm thấy là chưa tự tin với ngoại hình của mình, cũng muốn thay đổi được xinh đẹp như Trường An như thế này, thì hãy nhanh tay đăng ký vào chương trình thông qua Facebook của Tự Tin Để Đẹp quý vị nhé. Và nếu như muốn xem lại những số mà chương trình đã phát sóng thì chỉ cần truy cập vào kênh YouTube MCV Media và hãy nhớ là nhấn subscribe.